trong cái buổi lễ đính hôn của cháu mình. Để trong lúc này, nhân dịp này, để con hỏi thăm ông ngoại năm nay được mấy mươi ông ngoại? Ông được mấy mươi rồi? Bà ngoại thì 77 tuổi, còn ông ngoại hơi lớn tuổi chút xíu á. Ông ngoại 76 ha, hơi nhỏ bà ngoại 1 tuổi. Sao thấy lúc này ông thấy ông ăn cơm ngon ngủ được không ngoại? Dạ. Dạ chào ông nội. Chào ông. Hôm nay anh chị cũng chọn là tốt định ngày lễ đính hôn cho cháu, cũng sắp đến giờ xuất phát lên đường xa, gái đang lễ đính hôn cho hai cháu, vì ông nội cũng chuẩn bị ngang bộ đồ trang phục cho nó đẹp nặng đi đám nói cháu mình nha. Lên đồ em có đi để về nè, quay mấy cô cái thí nghiệm. Dạ ông nội cũng cao tuổi nhiều hả ông nội? 76 tuổi vô xuôi. Dạ vậy là xuôi gia chỉ có một tuổi một thôi ha, đồng tuổi nhau. 76 mà nhìn ông nội thì cũng còn trẻ đẹp trai quá nè. Dạ
Vậy cảm ơn ông thay mặt cả hai bên gia đình cũng có lời cầu chúc cho ông nội ông bà ngoại lúc nào cũng khỏe mạnh sống lâu nha. Ông nội ông về hưu lâu rồi mà ông đâu còn đi cắt cỏ này nữa. Phải không nội? Bây giờ đâu có nuôi con gì nữa cắt cỏ. Dạ. Thank you.
hoàng tử. Anh đến bên em thật tuyệt vời, anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em mộng và lắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đứng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm lạ lơi, không như áng chiều trôi lời chót môi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật thà, anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi. Tin đoán năm nay duyên nợ thế nào, phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngõ lời là nên dai ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý muội, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới môi mày đưa đường. Đầu chừng hai mươi mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi, giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Ôi giời, xem thế mà cũng xem, bộ muốn bà cho vài đấm vào mồm à? Ôi ôi đừng, sao cô em xinh mà dữ thế? Này, ấy cho anh cơ hội không nào? Cơ hội gì? Vớ va vớ vẩn. Thì đeo đuổi cô em đấy. Cái gì? Dễ thế à? Để tôi suy nghĩ xem nào. Ôi trời ơi, suy với chả nghĩ. Này nhá, già hết rồi nhá. Ai già? Nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào, phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngõ lời là nên dai ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý muội, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đã đến rồi, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào? Anh ta độ chừng hai mươi mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi, giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm,
thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng xưa cao lĩnh trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng câu xanh rạp rào. Bên giàn thiên lì bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thay. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi bụi trầu cây và hồi buồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một làng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng chào. Có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi bụi trầu cây và hồi buồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một làng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Con trai miệt dường em ra đón chàng với cả yêu thương.
con bướm bên hoa đá.
đã tình. Em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thân xinh. Ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cau trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ô anh xem kìa, đôi chim tranh cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thân xinh. Ngày quên biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cau trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Được thay mặt các họ để mà làm lễ nghi thức. Và thứ nhất là hướng dẫn mấy đường cùng lễ Phật, sau nữa là cái thứ là mừng cô dâu ở cái lễ, nghe là lại ông bà quá cố và ông bà tại đường. Phần thứ là cha mẹ, phần thứ năm là cô bán nhân pháp, và còn phần châu bốt như vậy là phần đỡ ông chồng. Nhưng mà giờ tôi xin cái chuyện với tập để cho cháu nghe vậy. Rồi bây giờ thống nhất ra hai ông được tự tập uống miếng rượu rồi đồng ý không trời? Nhà trai nhà gái. Đây ông ai diễn rồi lên coi sao vậy? Nhưng mà đơn giản gọn nhẹ đi. Rồi ra đụng miếng ra. 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 Thì cái chương trình hành lễ nói và cưới thì theo tập quán địa phương ấy thì trước nhất thì xin mời hai thông gia cùng bước đến ngôi thờ quyền để lên hương và thượng đăng. Xin mời thông gia đứng lên làm lễ. Xin mời. Cháu nó vừa ra mắt dừng rượu lên cho ông bà này rồi, xin ông bà nếm xíu vô lễ đi. Ông bà nếm xíu vô lễ đi, cho cháu là cung tay làm lễ xá hay xá. Thôi xá được rồi. Nữa. Ờ rồi. Đây là đến phần cháu nó ra mắt làm để chuẩn bị lên cho bà ngoại. Chưa. Rồi cháu cung tay làm lễ xá bà ngoại hai xá đi. Ta nói là 20 năm mới có một kỳ rượu ngon quý lại mà cho mẹ nó không sai. Để báo đáp cảm ơn chứ còn ông bà rồi tất cả đều là mẹ. Mấy mươi năm chứ không ạ. Công vậy còn khổ. Còn ai là gia cấp ông bà của cháu.
ông bà bên xuôi kìa. Bên xuôi. Ở ngoài rồi. Còn ai là gia cấp ông bà nữa. Ờ, hết vậy là cái phần cho mẹ kính thỉnh. Ủa, ông mẹ ăn kìa. Chú ơi, chú. Ăn hả? Rồi đi, cho thằng rể ra mắt. Mắt thấy nó, mắt nó hoài. Nhìn kỹ dãy gì đi ngang. Nó ngủ chưa, nó ngủ. Có bà ra. Mà muốn hết rồi uống chưa anh? Không, để dành cho anh xuống miếng mà. Công ơn cha mẹ chân thành dưỡng dục thì bổn phận là con thì cũng như tôi ơi, gì vậy đâu ơi, cho mình quen rồi. Lại cô phép đi không? Cho cháu lại. Khó quá uống nên nó bà nó bắt tôi lại hoài. Con cũng là cảm ơn thầy chú kiếm là chế cho cháu lắm. Phần cha cha mẹ xong cái phần cô bác cậu mở chú kiếm gì vậy? Kệ bác xui rồi, mời bác xui nha. Mời bác xui. Cô cậu chú bác gì vậy? Trong đó có cả bác xui à? Bác xui rồi, bọn nàng rồi. Hai bác lên hai bác rồi, hai bác rồi, có hai cô rồi. Làm được nên mới được. Bao mới vô. Vậy thôi chứ. Chưa, có nhiều chúc mừng. Chưa, hai xui nè, đủ hai xui đủ đi chụp hình nha, ha nha. Rồi, làm thủ tục, làm lễ, hai chị Dượng nói lên đi, lên lớn lên ngoài. Một lần nữa kính thỉnh là ai là chú gì là cô bác chú biết chị Dượng của anh đâu? Vậy là hôm qua phải không? Hôm qua con đứng đèn xá nặng ra hai sáng coi như xong. Xá lễ vậy đứng về đó, đứng đi đứng về đấy màu xá đi xá rồi tiếp theo anh chị cho nó làm luôn cái nữa. Thì cái phần mà chương trình cháu gửi mới nó ra mắt bên họ nhà gái đó là trước nhất là làm lễ chuyên dụng lên cho ông bà nội ngoại, rồi sau đó cha mẹ cô bác chú tiến dịch dụng nội ngoại cũng vừa xong. Thì tiếp tới đây cũng bên nhà trai để công bố và trình lên với quý tộc hai họ là họ nhà trai cũng có phần đồ nữ trang để cho cô dâu hoặc là tiền thông dụng cho hai lễ nối và cưới. Vậy tiếp theo xin mời đại diện nhà trai làm hết thì cũng làm đi chứ. Để công bố phần đồ nữ trang phần trai đó thì ta, phần gái tuyên bố là kết thúc lễ vậy đó, tới phần trai vậy đi tiếp tục. Dễ luôn tiền quay dạ dễ đâu mày nó lên trên cái này phải không? Ừ. Mở tiền rồi đi rồi đây sắp đi kỹ rồi coi. Dạ, kính trình với quý tộc và nhiều cái hôm nay nhà trai đến trước nhất là tiền phân dụng cho thằng nhà gái là 20 triệu. Cho tiền với chiếc nhẫn để cho đất với đồng chí đó là tổng cộng là 2 lưỡi. Nhớ là sáu này cái lưỡi vàng 24. Ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng.
cha mẹ mang lấy qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. U em xem kìa đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thật xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh như cha mẹ mang lấy qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi.
xong chưa quý vị? Dở mâm cầu, dở mâm cầu mà. Xin trình với quý ông là bây giờ là nhà ông cắt ra một giờ, xưa thì 3 ngày 7 bữa, bây giờ cho xin làm liền là nhà ông cắt ra giờ cho nhà trai xin dở mâm cầu luôn. Rồi, rồi. La 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 la
người nữ được tiên Cẩm Hồng cùng với âm thanh ánh sáng Linh Hiếu trân trọng gửi đến toàn thể quý vị quan khách đã đến chung vui trong buổi tiệc giới sáng nay. Xin thay lời cho chủ ngôn gửi đến tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ những mái ấm gia đình, nơi ta được nuôi dưỡng bằng tình cha, nghĩa mẹ, được chiếc cánh tay đến những ước mơ trong cuộc sống. Đến khi trưởng thành, cha mẹ dựng vợ gả chồng, xây dựng cuộc sống hạnh phúc rồi chồng, để ta tiếp nối truyền thống cha ông sinh con nói giỏi. Và hôm nay không ngoài thông lệ ấy, trong một không gian long trọng và tưng bừng, ông Nguyễn Văn Hòa và bà Lê Thúy Quanh, ngụ Bình Thuận, xã Bình Long, châu Phú, An Giang, long trọng tổ chức tiệc cưới cho con gái của mình là cô dâu xinh đẹp Nguyễn Lê Ngân Hà, sánh duyên cùng chú rể Nguyễn Khoa Nam. Và để bắt đầu cho nghi thức tiệc cưới hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu của quý vị sự hiện diện của chủ hôn họ nhà gái. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông Nguyễn Văn Hòa và bà Lê Thúy Quân. Ngay sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của chủ hôn họ nhà trai. Xin một tràng hoa tay thật lớn để chào đón ông Nguyễn Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Được. Một tràng hoa tay để chào đón gia đình nam chủ hôn. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị quan khách cùng hướng mắt về cổng hoa để chiêm ngưỡng hai gương mặt rạng rỡ, cặp đôi hoàn hảo và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, đó là cô dâu xinh đẹp Nguyễn Lê Ngân Hà cùng chú rể Bảnh Mo Nguyễn Khoa Nam. Một tràng pháo tay để chào đón cô dâu cùng chú rể. Tại gia đình chúng tôi là đại diện của một đại gia đình đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng ra mắt toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc cưới sáng nay. Và kính thưa quý vị, ở bất cứ một buổi tiệc vui nào cũng sẽ bắt đầu bằng những ly rượu mừng. Ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến đến tháp rượu vui đôi rượu champagne khai tiệc cho buổi tiệc hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Chừng nào nâng ly hả? Cả hai không thể thiếu trong cuộc đời này, và con đường tình yêu của Ngân Hà và Khoa Nam đã cập bến bờ hạnh phúc, đó là cuộc hôn nhân trọn vẹn hôm nay. Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của Ngân Hà và Khoa Nam, và niềm vinh dự lớn cao của cả hai gia đình ông Nguyễn Văn Tấn và ông Nguyễn Văn Hòa. Và niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi được sự hiện diện của đông đủ không bằng quý thuộc bạn bè gần xa đến mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Ai cất cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Chim câu tung cánh văn chữ hỷ, hạnh phúc trăm năm hạnh phúc nhà, hiếu dân cha mẹ đẹp tình ca. Trong ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời mình, chúng ta những bậc làm con không thể quên công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, người cho ta cả dáng dấp hình hài, nuôi dưỡng, dạy bảo và che chở cho ta suốt cuộc đời. Và hôm nay ta tìm được một nửa yêu thương để gắn kết cuộc đời như trọn quãng đời, mãi mãi có nhau. Chúng ta không quên được công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy lần lượt chân rượu cho cha mẹ đôi bên trong ngày hạnh phúc nhất hôm nay, ngày thành hôn. Con xin kính dâng lên sức khỏe cha mẹ. Ngày hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi, xin cha mẹ hãy nhận con là một chàng rể hiền rể hảo của cha mẹ. Chúng con nguyện mãi tri ân các con sinh dưỡng những mỗi người. Đời giải nắng dầm sương,
nuôi con khôn lớn, tình thương dạt dào. Sinh ra mẹ hãy nhận con là một nàng dâu hiền dâu thảo của cha mẹ. Chúng con nguyện mãi tri ân biết ơn sinh dưỡng của người. Và cũng xin được mời cô dâu và chú rể hãy cầm ly rượu, tròn tay nhau đứng giữa sự chở che của cha mẹ đôi bên, để cùng nâng ly rượu trong ngày hạnh phúc hôm nay, ngày thật đáng thất đi, mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Và cũng xin được mời đại diện của chủ hôn họ nhà trai nhà gái cùng ly để kết tình thông gia trước sự chứng kiến tới thân bằng mỹ thuộc và con quyên hai họ đã đến chung vui trong buổi tiệc hôm nay. Xin mời chủ hôn họ nhà trai họ nhà gái, cô dâu chú rể hãy tròn tay nhau để nâng ly rượu mừng ngày cưới. Xin mời quý vị hãy cổ vũ cho đôi thông gia cũng như cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhấp ly rượu thật ý nghĩa này. 3, 2, 1. Quý vị đến đây, cảm ơn xin được thay lời cho chủ hôn họ nhà gái là ông Nguyễn Văn Hà và bà Lê Thúy Quanh. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị đã đến chung vui trong buổi tiệc hôm nay. Và xin đại diện cho gia đình một lần nữa, xin mời tất cả quý vị quan khách hãy rót đầy những ly bia, những ly nước đang có và hô to thông điệp chúc mừng với đại gia đình của chúng tôi sau 3 tiếng liễu. Xin mời quý vị chuẩn bị và hô to cùng với Cẩm Hồng nha. 3, 2, 1. Xin thay lời cho tất cả quý quan khách có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay, xin chúc cho tình thông gia của hai ông Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Tấn sẽ mãi mãi keo sơn gắn bó, tình yêu lứa đôi của Ngân Hà và Khoa Nam mãi mãi vĩnh hằng. Xin chúc cho đôi vợ chồng trẻ được trăm năm hạnh phúc. Nghi thức tiệc cưới đến đây, xin mời chủ hôn họ nhà trai nhà gái trở xuống bàn tiệc để tiếp đãi quan khách. Riêng cô dâu chú rể hãy nán lại để cắt chiếc bánh kem ý nghĩa nhất từ cuộc đời mình. Kính thưa quý vị, nghi thức cắt bánh kem là một nghi thức phải có trong những tiệc cưới ngày nay. Hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem hòa quyện với hương nồng sâm banh tạo nên một hương vị đặc trưng trong ngày cưới. Xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến đến thắp bánh kem để cắt chiếc bánh kem đẹp nhất của cuộc đời mình. Hai cái muỗng nào? Hai muỗng bánh kem này, bánh dĩa, bánh tịch. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, mối tình sâu sắc giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, ngọt bùi chia sẻ giữa ta với mình. Để mãi mãi có nhau ngọt ngào và lãng mạn, xin mời cô dâu và chú rể hãy trao cho nhau những mảng bánh kem ngọt ngào ý nghĩa nhất. Trời cao thành thương miền xa. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị ơi hãy cùng cổ vũ nhiệt tình cho chú rể, bởi vì ngay sau đây chú rể sẽ thể hiện tình yêu của mình đối với người vợ xinh đẹp hôm nay bằng một động tác mà rất cần sự cổ vũ của tất cả quý vị, đó là hôn lên đôi má của vợ mình để tỏ tình yêu của mình ngay ngày hôm nay mãi mãi về sau. Thật là ngọt ngào và lãng mạn nhất. Quý vị cổ vũ cho chú rể sau 3 tiếng tiếp nha. 3, 2, 1. La lên nào, hôn đi chú rể ơi. Xin được mượn hình ảnh này thay cho lời chúc tốt đẹp từ phía tất cả quý quan khách có mặt trong buổi tiệc cưới sáng nay. Chúc cho đôi vợ chồng trẻ Ngân Hà và Khoa Nam sẽ mãi mãi trăm năm bền duyên dây ngẫu, hạnh phúc bên nhau. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã tạo cho nghi thức tiệc cưới của Khoa Nam và Ngân Hà hôm nay thật ý nghĩa và lộng lẫy. Xin một lần nữa thay lời cho chủ hôn họ nhà gái, chúc cho tất cả quý vị một buổi tiệc ngon miệng, luôn dồi dào sức khỏe và ngập tràn niềm vui bên cạnh người thân và bạn bè. Xin mời cô dâu và chú rể hãy đến các bàn tiệc để quý quan khách có dịp chúc phúc cho hai em một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị với phần nghi thức rất rộng rã và ý nghĩa này.
gia đình cần trang bị một buổi tiệc âm nhạc rất là hoành tráng do âm thanh ánh sáng linh thiếu đẳng cấp. Chúc mừng tất cả quý vị hãy cùng dành lời ca tiếng hát của mình như là một món quà ý nghĩa. Thứ hai, đến gia đình cũng như cô dâu Ngân Hà và chú rể Kha Nam hôm nay với những ca khúc, những nhạc phẩm mà quý vị ưng ý nhất. Âm thanh ánh sáng và nhạc Minh Hiếu chúng tôi trang bị ở cả hai thể loại nhạc sống và nhạc với karaoke. Với chuyện sẽ tự tin hơn với lời ca tiếng hát của mình tại tiệc cưới hôm nay, xin mời quý vị hãy chọn ca khúc để đăng ký với kỹ thuật viên chúng tôi. Trong khi chờ đợi tiếng hát của quý vị, cảm ơn sự được mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, ca khúc Em Yêu Tia Nắng Mặt Trời. Em đứng xa lạ, tìm em vang theo tiếng hát. Chiều thu nhé xa xuyên vương vương, thấy em chẳng lòng anh. Với tiếng ta cảm thấy yêu đời, lời em hát như vừa ngày mai. Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời, cuộc sống sẽ sáng như tâm hồn yêu. Da 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 da. Yeah.
đầy nước trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hò. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu được ngầm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa. Bài lọc non biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xíu chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà tình cha cha cha. Em ước mơ. Trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Có bông xinh, có bông xinh đậu trên cành cây bông xinh. Và có em bay hoa vào đêm nhà hay hay. Xuân đẹp bay, xuân đẹp xuân lắm mưa theo bên rượu cây. Nở có bông xinh nở có em bay nở xuân đẹp ngay ngay. Còn bướm xinh, còn bướm xinh, còn bướm đa tình. Bài tiên nước trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu được ngầm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa. Bài lọc non biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xíu chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà. Thank you.
cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam, anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh ngắm tay diều đi. Trần gian anh gom vào mây, bao gian chân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh tô hoa chanh, đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng ngàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian, không lọc lừa, không đắn đo, không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày, đông sang tây nào ai. Tiếng la xe chào thua nói gì đổ mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam, anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi.
Trường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền suối mai. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh con ngõ hoa nối dài. Nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trang cài trước sau. Có tầm mến thương dâu, có trầu vấn vương cau và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáo du êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe xiên tròn ước mơ. Có sàn mượt xanh lơ, có hồ cá nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu ca mong chờ.
pháo hoa từng bừng đón dâu, kính chúc cho đôi uyên ương bền lâu, tiếng yêu thương kết duyên cao trầu, đắm say lòng ngất ngây. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mạnh, khiến ai lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau, lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, rung vang lời ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Tiếp theo đó thì ban tổ chức của họ nhà gái cũng sắp xếp mâm quả để lên ngôi thờ Quỳnh Dương cúng cho hai tham gia làm lễ thượng đăng bái từ đường. Vì chương trình chính thức chuẩn bị sẽ tiếp theo đây, quý vị cũng hướng về hội trường đại gia để theo dõi nghi thức lễ thành hôn và cũng như buổi lễ dâu. Tiếng yêu thương kết duyên cao trầu, đắm say lòng ngất ngây. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mạnh, khiến ai lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau, một lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, rung vang lời ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, tình mình bền lâu suốt đời. Và cho các quý thính giả thì chương trình làm lễ tới đây thì cô dâu chú rể cũng vừa làm lễ kính rượu lên cho ông bà ngoại. Xin lỗi, đây là ông bà nội cũng vừa nếm xuống buổi lễ vừa xong, sau đó hai cháu cùng tay làm lễ xá ông bà hai xá đây. Tiếp theo xin mời cô dâu chú rể để rất là thật là đầy và kính chú rượu lên cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng vừa uống hết rượu lễ cũng rồi xong rồi, sau đó hai cháu cùng ta lại sáng bà ngoại đi.
Rồi tiếp theo hai cháu đứng vô bên trong để chụp hình với ông bà ngoại một bo để lưu niệm đi. Không đâu rồi. À, trong những vui vô quan trọng này thì cậu chú bác gì vậy? Những vui quan trọng này thì hai con rót rượu phần đầy và kính rượu lên cho cha mẹ để tỏ lòng cho ăn sâu sắc ân nghĩa chân thành và dưỡng dục. Và định ngày lễ vui quy lòng hai con. Hai con vừa kính rượu lên cho cha mẹ xong rồi sau đó hai con cung tay lên lễ xá cha mẹ hai xá đi. Rồi thế thôi hai cháu kính rượu lên cho bác xui. Con cậu chú bác chỉ dẫn thông qua con xá hai xá thẳng cho mẹ đi. Không ngoài đây không. Xá thẳng cho mẹ hai xá. Không, không, xá thẳng lễ đi. Mình xá con cậu chú bác chỉ dẫn đấy. Rồi xá thẳng ra xá đi. Xá gửi cô bác ông bà mà cô bác chỉ dẫn đấy. Hai xá. Rồi xá hai chị, anh chị hai xá nữa làm luôn. Còn. Gửi cho con đó. Coi như là tới phần lễ tất rồi đó. À, sau cùng thì phần còn lại cũng được thay mặt cho quân viên hai họ thì cũng trình lên với tộc đi hai bên gia đình cho cô dâu gửi lời vô mà chọn ngay chỗ này luôn. Hoa trắng xanh vàng tím
làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày
đẹp yêu, đẹp mãi mãi sao, trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao, vui quá đã đơn rồi, ước nguyện cả cuộc đời hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Ngày lạnh tháng tốt kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như ta, đôi trai tài gái thảo thời ta. Đây là cau trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc hòa tiếng hát ca nhiều quá, rước dâu về nhà đẹp yêu, đẹp mãi mãi sao, trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao, vui quá đã đơn rồi, nguyện cả cuộc đời hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Đợi chờ có nàng dâu đẹp về nhà chồng. Đám cưới dồn lên giữa mùa đông sang, bao nhiêu tình nhân kết duyên đá vàng. Yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao để mừng dâng cô bác cau trầu. Kìa là chú rể thật xanh, duyên dáng đẹp trai. Kìa là cô dâu mộng xinh như tiên dáng trầm. Nhà trai nhà gái vui vầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng. Đi vui mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa. Chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm, vui tươi hạnh phúc gái trai cả đàn. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao. Lệ buồn rơi thân phận mình thay. Đã đến giờ đại kiếp, xin kính trình với quý vị lượng tộc cho tôi được tiến hành làm lễ
vì thân thời là đại kiếp, xin thay mặt gia đình làm chương trình buổi lễ gồm có 8 phần. Thứ nhất, hướng hương đăng bái tổ đường. Thứ hai, lễ Phật. Thứ ba, lễ trăm quan. Thứ tư là lễ ông bà thắp tiền. Thứ năm là phụ mẫu mạng. Thứ sáu là cô cậu chú bác dì dượng, trong đó có cả bác xuôi. Và phần thứ bảy là anh chị. À, kính thưa quý vị lương tộc, đã đến giờ đại kiếp cho tôi tiến hành làm lễ. Đám cưới nhà ai vui thật là vui, xa xa lưng vang trống nhạc tưng bừng, bông hoa tô điểm ngày tân hôn, ai ai cũng vui đợi chờ có nàng dâu đẹp về nhà chồng. Dồn lên giữa mùa đông sang, bao nhiêu tình nhân kết duyên đa vàng, yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao để mừng dân cô bác cầu trầu. Kìa là chú rể thật xanh duyên dáng đẹp trai, kìa là cô dâu mộng xinh như tiên dáng chậm, nhà trai nhà gái vui vầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng đi vui mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa. Chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm, vui tươi hạnh phúc gái trai cả đàn. Yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao, lệ buồn rơi thân phận mình thay. Hai cháu cũng vừa thành kính dương lụ lên trước rồi cho ông nội, sau ông ba cũng vừa xong, sau đó cho cung tay lên lễ xá đây, hai ông hai xá. Rồi, xá hai xá. Đơn giản rồi. À đây ông nội cũng có quà nha, để tặng cho hai cháu trong ngày lễ cưới, cũng có lời chúc cho hai cháu sống với nhau được trọn đời trong hạnh phúc. Đây là hai cháu con vừa kính rượu lên cho ông bà ngoại. Xin ông bà nếm xíu vô lễ đi. Xin ông bà ngoại nếm xíu vô lễ đi. Để cho cháu nó cung tay làm lễ xá ông bà hai xá. Rồi chụp tấm ảnh xong rồi sau đó thì hai con cung tay là lễ xá ông bà ngoại hai xá đi. Rồi ông ngoại cũng có quà để tặng cho hai cháu là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng tuy không nhiều, cũng thay lời để chúc cả nhà cho hai con sống được bên nhau hạnh phúc nha. Ngoại ngoại bà ngoại về chỗ cũ. Ba còn ai nữa? Hai cháu vừa kính rượu lên cho hai ông cũng vừa xong, sau đó hai cháu cung tay để làm lễ xá hai ông hai xá. Hai ông cũng nhận thì phòng báo tin mà trình thủ tới đây trước uống đi rượu chúc mừng hai cháu hạnh phúc rồi sao đó. Dạ, để chúc vui cùng hai gia đình có buổi tiệc rồi vui. Con ơi,
xong ông bà xong mời ông bà phải vô rồi. Đây là ông bà ba, là ông bà thứ trong thân tộc. Hai cháu dùng rượu xong, hai cháu cũng có lời cảm ơn ông bà. Ông bà xong mời phụ mẫu, phụ mẫu bạn, phụ mẫu mẹ đó, mình làm người lớn của em dưỡng dục cho thành con, dưỡng dục cho ba mẹ, có lòng biết ơn của cha mẹ con. Hai con cũng vừa dâng rượu lên cho cha với mẹ, cũng nhờ công ơn cha mẹ tác hợp lương duyên cho hai con nên vợ chồng, thì con cũng vừa cứ dâng rượu lên để tỏ lòng tri ân sâu sắc ân nghĩa sinh thành dưỡng dục. Thì công cha như nước ngắt trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chích chữ ghi lòng con ơi. Công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng của mang. Vì vậy, con người của chúng ta, cây có cội mới có nguồn, có ta nguồn gốc từ đâu, có tu tiên ông bà, cha mẹ, rồi sau mới có mình. Là trong ngày vui hạnh phúc nhân đời của hai em, vừa dâng rượu lên cho cha với mẹ vừa xong, sau đó hai con cung tay làm lễ xá cha mẹ hai xá đi. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, phấn chấn phát tài. Có câu là dây cầu ổn lấy thân cao, cho hai trẻ làm giàu kinh tuổi chính đáng. Cảm ơn cha mẹ. Thì hai con lên vợ chồng thì cố gắng thực hiện làm cho cha mẹ hai bên được vui lòng. Dâu thì dâu thảo mà rễ rễ hiền. Chúng tôi cũng vừa nhìn thấy con dâu chú rể, cũng vừa kính rượu lên cho cha mẹ, cũng vừa xong sau đó xin mời bác xui đi, bác xui có gia đình. Phụ mẫu bạn đã xong, cái mời bác xui, cô bảo chú bác có gì, bác xui thì chú bác xui đi. Rồi chụp ba hình lưu niệm đi. Cô dưỡng Út chưa uống rượu, hai cháu dâng lên là tặng quà trước rồi. Cái nào Sơn hả? Sơn chú Sơn 500. Dựng 5 đi. Dựng 5 đi.
Tao tặng con cáo tôi tài giấy số rồi. Tại rồi. Kỹ luôn. Kỹ luôn. Đóng hơi ghiền nào. Giật qua hình đi đã đứng rồi. Qua nhảy lũ chụp hình nè. Lẹ. Thôi. Không có, không có rồi. Giờ có vợ lại thì hai chồng làm thêm quá. Không có gì lên. Đâu. Đâu. Vô đây, vô đây, vô đây. Hai chồng vô trực lưu niệm nha. Trời ơi. Chút nữa tôi không ngồi trước bàn nha. Chút tiếp bàn nào hai đứa mình ngồi nha. Rồi hai cháu dừng rượu lên cho cô Dượng ơi, xong rồi. Rồi xong, cảm ơn con Dượng. Quên tôi phải quên tôi là mất hai vé rồi. Hai là mười dữ hả? Rồi tiếp theo xin mời cậu 12. Ở đây có cậu không à? Xin lỗi cậu ba. Con rút được viên ngủ lên cho cậu ba đi. Rồi chị con của cô ba. Chị này chắc ở xa lắm mà. Ở Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh mà nhận tin mà em mình là lấy vợ cũng tranh thủ thời gian về đây để chung vui cùng hai em. Mỗi dân cụ nữa hả? Con này đại diện cho Việt Nam Dượng Năm đó à. Trước ly rượu vậy con lấy nhiều tiền con lo nhiều con. Mà làm tới sáng đi. Em ơi vừa đây nè. Ai đọc lên mệt? Ê, Úc Văn Anh xem. Ôi nhà qua miền quê cái này bán rượu quá đắt rồi. Nhiều, nhiều, nhiều. Mười tờ. À, Việt Nam Dượng Năm. Năm triệu. Thôi đơn giản thôi, 10 tờ, tờ 500, 10 tờ. Rồi, hai chị chụp với hai em mình bo hình trong ngày cưới cưới đi. Kính thưa quý đồng dân tộc, kính thưa bà con thân thuộc ở hai bên gia đình. Thì cái chương trình nghi thức hôn lễ tại Tư Giang và nụ hôn đến đây cũng đã vừa xong và khép lại tại đây. Sau đó chúng tôi cũng vừa nhìn thấy đại gia đình đang ngập tràn niềm vui. Bên trai thì yêu mến núi Gia Hiền, bên gái hân hoan mừng ngày mới. Hôm nay Tứ Hải Gia Hoài tuy rằng bốn bể mì tư chung một nhà, nhà trai nhà gái đâu xa, hôm nay họ kết tình đông gia. Bên trai bên gái rần rồi phu thê giao ái kết tình trăm năm. Hôm nay họ hàng của bác đằng xa đến để chúc mừng cho đôi quyên ương duyên thắm mái kề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Sau đó cũng được thay mặt quý vị khách đến tham dự trong ngày vui ngày hạnh phúc nhân đời của hai cháu mình, cũng chúc cho
cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, sau đó chúc cho mối tình thông Nga ngày càng cao sơn chặt hơn. Kể tới đây xin mời hai thông dân cùng bắt tay nhau ha, đang đi đến nhà khách để giữ tình chung vui trong buổi tiệc hôm nay vui vẻ. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cô với chú cho nè. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, những gái quê em khuê các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi răng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lắng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong còn em nhất mà làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng vang em cô út hột xoa nè, nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại trai, trai thết bò dê con gái thết lợn gà. Tài gái sắc đám cưới thiệt vui ghê, trăm thuyền núi tôm 50 giò lái rước dâu rộn ràng, à từng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, ăn mừng uyên ương 500 con gà trống 600 con vịt côn. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời, nhà anh có ruộng vườn đâu bò lắm, thì đâu xá chi tổn hao vất vả, năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê, trăm thuyền núi tôm 50 giò lái rước dâu rộn ràng, à từng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, ăn mừng uyên ương 500 con gà trống 600 con vịt côn. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời, nhà anh có ruộng vườn đâu bò lắm, thì đâu xá chi tổn hao vất vả, năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Cùng nâng ly để uống nhầm
chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly. Để chúc cho ai có dâu rể quý. Để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Bà con ơi, nâng ly lên nè. Vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok. 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha. Uống say mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly. Để chúc cho ai có dâu rể quý. Để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn. Mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn. Nghi thức tiệc cưới sẽ tiến hành trong ít phút nữa. Một lần nữa ban tổ chức tiệc cưới âm thanh ánh sáng Minh Hiếu chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ hôn hoặc nhà trai hoặc nhà gái cô dâu chú rể hiện chỉnh trang vào vị trí trước cổng hoa để nghi thức tiệc cưới sẽ tiến hành ngay sau đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý thân tộc, bạn bè, quý khách mời của Hội Nhà Trai, lời nói đầu tiên Cẩm Hồng xin được thay lời cho chủ hôn Hội Nhà Trai là ông Nguyễn Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Được cùng âm thanh ánh sáng, ban nhạc Minh Hiếu. Xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Quý vị, tất cả chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ những mái ấm gia đình, nơi tôi được nuôi dưỡng mà thành cha nghĩa mẹ, được chấp cánh bay đến những ước mơ trong cuộc sống. Đến khi trưởng thành, cha mẹ dựng vợ gả chồng để ta tiếp nối truyền thống cha ông sinh con nói giỏi. Và hôm nay không ngoài thông lễ ấy, trong một không gian long trọng tưng bừng, ông Nguyễn Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Được, ngụ Bình Long, Châu Phú, An Giang long trọng tổ chức tiệc cưới cho con trai của mình là chú rể Nguyễn Khoa Nam, Xuân Duyên cùng cô dâu Nguyễn Lê Ngân Hà. Và để bắt đầu cho nghi thức tiệc cưới sáng nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Được. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của chủ hôn họ nhà trai. Xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hòa và bà Lê Thúy Quân, ngụ Bình Thuận, Bình Long, Châu Phú, An Giang. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú ông Hòa nhà gái. Xin mời ông bà cùng chúng mình xin lễ. Và toàn thể quý vị cùng hướng mắt về sân lễ.
con dân ở trong có tay thật lớn, thật dài và thật lâu để chờ đón. Chú rể Khoa Nam cùng cô dâu Ngân Hà ở trong có tay thật lớn, thật dài và thật lâu. Sự hiện diện của một đại gia đình đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, xin trân trọng ra mắt toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc cưới sáng nay. Kính thưa quý vị, ở bất cứ một buổi tiệc vui nào cũng sẽ bắt đầu bằng những ly rượu mừng. Ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến đến tháp rượu champagne, vui đôi rượu khai tiệc cho buổi tiệc cưới sáng nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Khoa Nam gặp cô gái Ngân Hà, họ quen nhau, yêu nhau và qua những lần hò hẹn cùng nhau, con thuyền tình yêu đã cập bến bờ hạnh phúc. Đó là cuộc hôn nhân trọn vẹn hôm nay. Mời cô dâu và chú rể hãy cắt chiếc bánh mặt hạnh phúc và đẹp nhất của cuộc đời mình. Xin mời Hoa Nam và Ngân Hà hãy cùng chung tay cắt chiếc bánh kem đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Là một cái đức luôn có trong những buổi tiệc cưới ngày nay, vị đồng của Hương Sơn Ben hòa quyện với hương nồng vị ngọt của chiếc bánh kem, tạo nên một hương vị đặc trưng trong ngày cưới. Đó là hương vị hạnh phúc. Cô dâu và chú rể hãy chung tay cắt chiếc bánh kem đẹp nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời mình trước sự chứng kiến của thân bằng quý thuộc và quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Nhau mà hôm nay được sự thống nhất của hai gia đình, con thuyền tình yêu đã cập bến bờ hạnh phúc, là cuộc hôn nhân trọn vẹn. Đây là niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời của Khoa Nam và Ngân Hà, và là niềm vinh dự của cả hai gia đình ông Nguyễn Văn Tấn và ông Nguyễn Văn Hòa. Và bây giờ những rộng nọc champagne tượng trưng cho những sự nồng cháy trong tình yêu, những giọt ái ân đang tuôn chảy. Vì hôm nay hạnh phúc thật sự đã đến với Khoa Nam và Ngân Hà. Đôi vợ chồng trẻ hôm nay đã chính thức mãi mãi có nhau. Với sự chở che thương yêu của cả hai gia đình, Khoa Nam và Ngân Hà sẽ càng hạnh phúc hơn nữa trong những ngày sống mãi mãi bên nhau. Và trên sân lễ chúng tôi là một gia đình đang ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Cặp đôi hoàn hảo Ngân Hà và Khoa Nam đang rất đầy những sổ nồng sân bên, tượng trưng cho sự hạnh phúc trong tình yêu. Và chúng ta những bậc làm con không thể quên công ơn sinh dưỡng của cha mẹ trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời Ngân Hà và Khoa Nam hãy lần lượt dâng rượu cho cha mẹ đôi bên để tỏ lòng thành kính trước ơn sinh dưỡng. Và chúng ta cũng luôn bắt gặp nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của những bậc làm cha mẹ, gia đình của ông Văn Tấn và ông Văn Hòa hôm nay. Những bậc làm cha mẹ là được nhìn thấy con mình được mạnh khỏe, lớn lên từng ngày và tìm được một nửa yêu thương gắn kết cuộc đời. Tiếp tục được sự dạy bảo của cha mẹ để cùng là những công dân tốt trong xã hội. Vậy ai cho cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, tình chim câu tung cánh danh chữ hỷ, hạnh phúc trong năm, hạnh phúc nhà, hiếu dân cha mẹ, đẹp tình ta. Xin mời cô dâu và chú rể hãy lần lượt dâng rượu cho cha mẹ đôi bên, trước sự chứng kiến của đông đủ thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa đã đến chúc phúc, chung vui trong buổi tiệc cưới sáng nay. Kính dâng lên sức khỏe cha mẹ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2019.
8 năm kỷ hợi. Xin cha mẹ hãy nhận con là một nàng dâu hiền dâu thảo của cha mẹ. Chúng con xin nguyện mãi tri ân trước ơn sinh dưỡng của người. Chúng con cũng xin kính dâng lên chúc sức khỏe cha mẹ. Ngày hôm nay xin cha mẹ hãy nhận con là một nàng rể hiền rể quý của cha mẹ. Chúng con xin nguyện mãi tri ân trước ơn sinh dưỡng của người. Và cô dâu và chú rể hãy đứng giữa sự che che của cha mẹ đôi bên để cùng tròn tay nhau nhấc bia rượu vui kỷ niệm trong ngày cưới tròn tay nha con. Ơn cha bốn núi âm thầm, nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn, một đời dải nắng dầm sương nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào. Xin mời đại diện của chủ hôn nhà trai nhà gái hãy cùng ly để kết tình thông gia trong ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hỗ trợ cho gia đình bằng một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho hạnh phúc thật sự đã đến với đại gia đình ông Văn Tấn và ông Văn Vàng hôm nay, bởi vì hai gia đình đã chính thức kết tình thông gia. Sau 3 tiếng tiếng, xin mời quý vị hãy rót đầy những ly bia, những ly nước đang có, nâng cao và hô to thông điệp chúc mừng cùng với cảm ơn nhé. Xin mời quý vị chuẩn bị 3, 2, 1. Đến đây thì Cẩm Hồng cũng xin được thay lời cho chủ hôn và nhà trai là anh Tấn và chị Được. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị đến chung vui trong buổi tiệc cưới của con trai mình là Khoa Nam, sinh viên trường cô dâu Ngân Hà. Trong thiết đại nếu có gì sơ suất rất mong tất cả quý vị hãy nở một nụ cười hoan hỷ. Xin đại diện cho gia đình chúc cho tất cả quý vị một buổi tiệc ngon miệng và quý vị sẽ luôn ngập tràn niềm vui hạnh phúc, sức khỏe dồi dào bên người thân và bạn bè. Và kính thưa quý vị, xin mời chủ hôn hoặc nhà trai nhà gái trở xuống bàn tiệc để tiếp đãi quan khách. Riêng cô dâu và chú rể hãy nán lại sân lễ này để tạo một không gian lãng mạn và ngọt ngào nhất trong buổi tiệc cưới hôm nay, một ngày thật đáng khắc ghi trong cuộc đời mình. Xin mời hai em hãy tiến đến tháp bánh kem cùng trao cho nhau những muỗng bánh kem ngọt ngào. Bánh này xin được cắt ra ngọt bùi chia sẻ giữa ta với mình. Xin mời Khoa Nam và Ngân Hà hãy trao cho nhau những muỗng bánh kem đẹp nhất, ngọt ngào nhất và ý nghĩa nhất. Rồi để tỏ tình yêu của mình đối với vợ ngay ngày hôm nay và về sau mãi mãi ngọt ngào và lãng mạn. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng cổ vũ một tràng pháo tay trên cả nhiệt tình cho chú rể. Khoa Nam sẽ đặt một nụ hôn nồng nàn lên người vợ xinh đẹp Ngân Hà hôm nay, được không ạ? Xin mời cổ vũ tinh thần cho chú rể. 3, 2, 1, hôn! Khi thời gian như đứng yên lại, quá đơn giản. Và thưa quý vị, ngày nay nam nữ bình quyền, chú rể hôn cô dâu thì cô dâu cũng có thể mạnh mẽ để thể hiện tình yêu của mình đối với người chồng bảnh bao hôm nay. Và xin mời tất cả quý vị cùng cổ vũ cho cô dâu một tràng pháo tay nữa, được không ạ? Xin đề nghị cô dâu hôn chú rể ạ. Vâng, có lẽ đây là một hình ảnh đẹp nhất trong tiệc cưới hôm nay. Xin thay lời cho tất cả quý vị quan khách, thân bằng quý thuộc, bạn bè gần xa, chúc cho Ngân Hà và Khoa Nam sẽ trăm năm hạnh phúc, trên trăm năm bền duyên giai ngẫu. Xin mời hai em trở xuống bàn tiệc để quý vị quan khách có dịp chúc phúc cho hai em một lần nữa. Và xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay quý vị đã dành cho nghi thức tiệc cưới của Khoa Nam và Ngân Hà hôm nay. Những tràng pháo tay của quý vị đã tạo nên một không gian thật sự long trọng và ý nghĩa. Một lần nữa đại diện cho gia đình là chủ hôn họ nhà trai anh Tấn và chị Được cũng như anh Thanh Ánh Sáng Văn Nhạc Minh Hiếu, xin chúc tất cả quý vị một buổi tiệc ngon miệng, ngập tràn niềm vui, luôn dồi dào sức khỏe bên cạnh người thân và bạn bè. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Buổi tiệc âm nhạc
rất là hoành tráng, do âm thanh ánh sáng, âm nhạc minh hiếu đậm chất. Chúc mừng tất cả quý vị hãy cùng dành lời ca tiếng hát của mình để hòa quyện với buổi tiệc này, để buổi tiệc chúng ta thêm phần quan trọng và xinh đẹp nhất. Và trước khi đến với lượng hát giao lưu của tất cả quý vị con khách trong buổi tiệc hôm nay, cảm ơn xin được mở đầu chương trình văn nghệ bằng một sáng tác sôi động của nhạc sĩ Trần Tiến được mang tên Người Ô Thương Nhớ. Nghe một tiếng mâu ớt của đêm bão gió, lời con vẫn đang đam mê từ xa bóng thư gờ. Nghe từ thua hồn vượt qua mét gió, đêm đêm vẫn đang nhìn lên lấy mây khói tỏa, không nhìn hòn đá la. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không đã lắng nghe. Và ca khúc tiếp theo một sáng tác được mang tên Hoàng Tử Trong Mơ. Và sau ca khúc này xin mời anh Sophie chuẩn bị qua lại với gặp mặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân yêu. Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ anh duyên mặt đầu, trò chơi xanh ngấu trăm năm bền lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đứng bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em đứng xa trong vòng tay người hoa, được quyền xây đắm nơi dù một em màu vàng đắm say. Mời quý vị cùng đến với một giọng hát từ phía quý văn khách. Đầu tiên trong buổi tiệc hôm nay, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiếng hát của Xuân trong ca khúc được mang tên Chỉ Có Bạn Bè Thôi. Thank you.
lên, bởi vì nó giúp chút thời gian quý báu để chung chung gia đình chúng tôi như thế này đó, kinh thành lớn cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin thay mặt gia đình để ghi lại tấm thân tình quý vị và kính chúc quý vị dùng một tiệc rượu bữa cơm thân mật cùng gia đình ngon miệng, chân thành cảm ơn quý vị. Niềm vui niềm tin yêu sáng ngời.
còn trinh nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai ngoan thật ngoan. Bên gái ai nấy cũng thật tươi, ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Ông nội dùng cơm rồi hả ông nội? Dùng cơm xong rồi ha. Ông ăn được mấy chén mỗi bữa ăn không? Ăn được mấy chén cơm? Thì có bữa nào có đồ ăn ngon thì ăn cơm được thêm được chút nữa vậy ha. Vậy là mỗi quy định một bữa ăn vậy là một chén cơm thôi. À, thay mặt con viên họ cũng có lời cầu chúc cho ông lúc nào cũng khỏe mạnh nha, sống cùng với con cháu vui vẻ và ăn được ngủ được, và ăn ngon ngủ được sống lâu. Để con nhớ lại cái ông 76 tuổi đúng không nội? Rồi đúng rồi, 76 tuổi. Ông nhớ 76 tuổi con gì không nội? Tuổi con gì không nội? Hả? Tuổi thằng là tuổi con khỉ hả? Đúng rồi. Vậy là ông nội cao tuổi nhiều rồi ha. Đây là con út nè, con gái út của ông nội nè. Người xưa ông bà mà hay nói gái út hay nhõng nhẽo với cha mẹ lắm. Bà xã tôi quê ở Tuốt Sông Tiền, xa lắm nhà tôi quê ở Hà Tiên. Ngày mới quen em cô gái dịu hiền, anh vẫn thầm mong đôi mình đẹp duyên. Ngày cưới xôn xao anh hỏi em rằng, em có bằng lòng làm bà xã anh không? Cười ấp e em nói em bằng lòng, khoe áo hồng em theo chồng về dinh. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Câu hát chung tình hai đứa mình đẹp đôi, anh sẽ không thôi yêu em suốt cuộc đời. Anh hứa một lời, yêu chỉ bà xã thôi. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Giật đổi sao dời không thể nào lìa xa, ta sẽ bên nhau yêu mãi đến muôn đời. Anh hứa một lời, yêu lắm bà xã ơi.
Bà xã tôi quê ở Tuốt Sông Tiền, xa lắm nhà tôi quê ở Hà Tiên. Ngày mới quen em cô gái dịu hiền, anh vẫn thầm mong đôi mình đẹp duyên. Ngày cưới xôn xao anh hỏi em rằng, em có bằng lòng làm bà xã anh không? Cười ấp e em nói em bằng lòng, khoe áo hồng em theo chồng về dinh. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Câu hát chung tình hai đứa mình đẹp đôi, anh sẽ không thôi yêu em suốt cuộc đời. Anh hứa một lời, yêu chỉ bà xã thôi. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy thằng con ông Phương Hương bây giờ là ông chủ tịch của Việt Nam, bạn gái ông là mới 19 thôi, con mình hơn 30 rồi. Con ông Đông đang học ở Sài Gòn thì nó học năm thứ nhất. Cái nói thì bây giờ nếu mà thân đang tôi mệt nhưng mà gì anh cứ bắt gà với nó xong rồi đấy, hãy mà nó hùng ngang là tôi giả bộ liền. Ông nói để đám tôi kêu nó về, kêu về cái hỏi thì sao anh thấy được không đó, anh đừng hỏi tôi mà lại hỏi anh đó, hỏi nó chịu kêu anh làm ba là bắt đầu là chuyện ngay luôn. Nhưng mà giáo trước nghe cho cháu đi học luôn, bởi vì gia đình tôi là không phải nói là gì, cháu học về cũng lớp đại học thì cũng tốt, nhưng mà tốt một cái là nó cũng cháu làm cái gì thôi, giờ nghỉ đi về nhà nữa rồi trình độ 12 cũng đủ rồi. Đã bắt đầu kêu về cái hỏi sao ai đứng đặng người chính chiến anh tôi hỏi anh vậy đó, bây giờ trước mặt anh với tôi đó bây giờ là anh hỏi ai con nó được không, cái nam nó không chứ ba à, nghe cái nhỏ kia hỏi cha con đó. Con ba con nói gì con nghe à,
rượu không say máy ai thèm uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dâu thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng cạn ly. Nhất định không say đừng về. Không say là không về. Uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say. Bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân. Uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đừng về không xa lắm còn sợ gì mà không. Không say mấy ai thèm uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dâu thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng can ly bạn ơi. Không say không về. Nhất định không say đừng về. Không say là không về. Uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say. Bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân. Uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say.